Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với livestream của phòng khám chuyên khoa ung bướu Thái Nguyễn. Như thường lệ, chiều thứ năm hàng tuần, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Đông lại đồng hành cùng Thái Nguyễn Clinic trong điều trị khối u tuyến giáp lành tính bằng phương pháp tốt sóng cao tần RFA. Bệnh nhân ngày hôm nay là một bạn gái khá là trẻ, 18 tuổi đến từ Hà Nội. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi quá trình thực hiện thủ thuật của bác sĩ. Bác sĩ Đông có chia sẻ gì về ca đốt này không ạ? Cái này thì là một bạn nữ năm nay 17 tuổi, bạn đang ở lớp 12, thì bạn này có một cái khối nó gây năng. Cơ bản đánh giá qua ban đầu thì nó một cái năng dịch chảy máu, vì cái tổn thương này là tăng kích thước rất là nhanh. Mà người dân rất là khó chịu vùng cổ, đặc thù cái khối này nó lại nằm ngay vùng eo tuyến giáp nên nó càng rõ trên lâm sàng. Cái này thì cơ bản thì mình cũng xử lý như những cái năng chảy máu khác thôi. Trước tiên mình sẽ tiến hành hút năng, sau đấy rửa nang bằng nước muối sinh lý và tiêm cồn tuyệt đối để làm xe thành nang, và cuối cùng thì sẽ đốt những cái thành tổ chức thành nang và tổ chức đặc bằng sóng cao tần. Còn cái quy trình đốt thì các bạn cứ quan sát. Thực chất là vừa rồi các bạn thấy là mình đã có mấy quy trình ghi tê, một phần quy trình hút thì mình đã thực hiện cũng gần như xong rồi. Còn đốt thì nó cũng giống như những cái nhân đặc khác thôi, cái là cái quy trình xử lý những cái phần năng dịch thì nó có sự khác biệt giữa các tổn thương. Đây là mình thêm đây những cái mình đã cho vào đôi người để mình có đôi người. Các bạn đang xem livestream có câu hỏi gì có thể bình luận dưới like để bác sĩ có thể trả lời trực tiếp cho mình nhé. Còn lấy ra vài lít còn cho bơm được thì không cần quá nhiều mà thôi được. Sẽ hơi khó chịu một chút nhá, cháu nhá, nó sẽ hơi nóng nóng trong cổ đấy. Khâu xử lý bằng cồn này cực kỳ quan trọng, bởi vì nó có nguy cơ tái phát hay không là một phần là do của khi xử lý bằng cồn.
Em ở cái máy siêu âm là đây. Nó lại đang bị đấy. Đang bị sao? Bây giờ em tắt lại máy đi. Tắt máy cả đàn lại. Đợi một lúc nhé. Các bạn thông cảm một chút nhé, máy nó đang có một ít trục trặc. Mình phải đặt lại máy. Có thấy cổ nó nóng không? Không đâu. Bây giờ tại vì mình ghi tê rồi, nó cũng cái cảm giác nó sẽ rất là ít. Cái máy này dạo này nó ấy nhỉ? Cái này mới tuần em thấy nó cũng có một cái tình trạng đấy. Muốn làm xong ngày tối các thứ này em có việc gì cứ đi ra ngoài bình thường nhé, không phải kia gì đâu. Này cứ xử lý một lần là xong. Gì đấy của cháu ơi. Rất là xin lỗi mọi người nhé. Vừa nãy thì máy siêu âm nhà mình hơi gặp một chút vấn đề. Trong thời gian chờ đợi thì mọi người có câu hỏi gì có thể bình luận dưới livestream này để cho bác sĩ tư vấn trực tiếp cho mình nhé. Không đến bơm mới không bơm người. Bơm người và kim lỏng. Quy trình xử lý bằng cồn các bạn phải chịu khó tỉ mỉ một chút nhé, không làm nhanh được đâu, làm nhanh là cũng không ổn chút nào cả. Thường chúng ta gây tê bằng lido 1% thì cái thời gian tác dụng của thuốc gây tê nó sẽ kéo dài khoảng 20 phút, nên thường mỗi lần mà mình tiến hành mình đốt ấy, thì thường khoảng tầm 20 phút là chúng ta phải gây tê tiếp. Nhưng mà trên máy thì thường nó cũng sẽ báo cái thời gian mà tác dụng của thuốc lên. Ok. Đây đây này. Nó bẩn như thế này. Hai. Hai đống. Đây đây là kim. Đây đây là kim này.
Bây giờ không cần lấy đâu. Bây giờ là quá trình đốt nhé. Vừa rồi mình đã xử lý bằng phồn rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng đốt hết tổ chức phần đặc và cái thành đan để xử lý đốt thành đan. Để chỉ có một chút nhé. Trong tất cả những cái lang dịch chảy máu đó, các bạn buộc các bạn phải đốt rìa, không đốt rìa thì các bạn sẽ không xử lý được hết hoàn toàn, chỉ còn tuyệt đối không thì nó cũng chỉ cải thiện một phần nào đó thôi. Còn buộc các bạn phải đốt rìa thì các bạn đi trên mạch rồi. Trong quá trình các bạn đốt rìa, các bạn để cái công suất nó thấp thôi, không tránh tình trạng cái tổn thương như mô này.
sắp xong rồi chồng nhé, chỉ có một chút thôi, kiểm tra lại, làm xong nước lại. Ấn chạy nhà máy nhé. Bình thường là mình sẽ đốt liên tục, thường là mình ít khi mình dừng, nhưng các bạn mới bắt đầu, các bạn bắt đầu đốt thì các bạn đừng làm như thế nhé. Cố gắng đốt đường nào nó dứt khoát được rồi. Chịu khó đừng nuốt nhé.
Hiện tại thì bác sĩ của chúng tôi sắp thực hiện xong ca thủ thuật, thì các bạn xem live có thể chia sẻ cho bác sĩ để cho bạn bè, người thân hoặc là những ai đang bị bệnh lý về tuyến giáp được biết đến cái video này, có thể biết đến một cái phương pháp điều trị mới mà không cần đến phẫu thuật. Các bạn có câu hỏi gì không? Nếu không có câu hỏi thì chương trình tốt của mình cũng xong rồi. Mình xin kết thúc live stream ở đây ạ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các live stream tiếp theo nhé.